Thưa quý vị, bên cạnh những thông tin bất thường và đáng ngại về sự mất tích không một lời giải thích của các quan chức Trung Quốc, cùng với cái chết gây dậy sóng dư luận của cựu thủ tướng Lý Khắc Cường, tình hình xã hội của Trung Quốc tiếp tục để lộ những bất thường và khó khăn lâu dài. Trong bản tin hôm nay, kính mời quý vị cùng đến với hai nội dung: Tỷ lệ sinh ngày càng giảm, ông tập muốn phụ nữ lấy chồng sinh con. Và chỉ số đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc, triển vọng tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đang giảm mạnh, tăng trưởng dân số âm và vấn đề thiếu lao động đang nối tiếp nhau xảy ra. Để giải quyết những vấn đề này, ông Tập Cận Bình khi tham dự Đại hội phụ nữ toàn quốc đã yêu cầu tất cả các bên củng cố quan điểm của giới trẻ về hôn nhân và tình yêu, giá trị quan về gia đình và sinh sản và đặt ra mục tiêu cho phụ nữ trở về quê hương, kết hôn và sinh con. Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc liên tục giảm, ông Tập muốn phụ nữ lấy chồng sinh con. Theo New York Times Đại hội phụ nữ Trung Quốc lần thứ 13 đã kết thúc vào tháng 10. Tại cuộc họp chính trị cấp cao nhất dành cho phụ nữ, được tổ chức 5 năm một lần này, hầu hết là nam giới phát biểu, thảo luận ý kiến. Ông Tập Cận Bình phát biểu trước khi kết thúc buổi lễ rằng: "Chúng ta phải tích cực nuôi dưỡng một nền văn hóa mới về hôn nhân và sinh con. Các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nghĩa vụ củng cố quan điểm của người trẻ về hôn nhân, sinh con và gia đình." Đồng thời, hội nghị phụ nữ được sử dụng để đặt mục tiêu cho phụ nữ Trung Quốc về nhà lấy chồng sinh con, các báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tăng trưởng dân số âm. Đồng thời Trung Quốc đang phải đối mặt với thách thức kinh tế lớn nhất trong 40 năm qua. Trước đây chính quyền đã đề xuất khuyến khích sinh con được thưởng tiền hoặc đưa ra các ưu đãi về thuế và các chương trình khác. Nhưng khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, đối mặt với những vấn đề như giá cả cao và lương thấp, nhiều bạn trẻ không có ý định kết hôn sớm và nuôi con. Vì vậy, mặc dù ông Tập Cận Bình đã nhiều lần kêu gọi phụ nữ hãy coi việc sinh con là trách nhiệm của mình, tuy nhiên nó đã thất bại trong việc tăng tỷ lệ sinh và đảo ngược xu hướng giảm dân số của Trung Quốc. Trước lời kêu gọi của chính quyền về việc phụ nữ về nhà nuôi con, chăm sóc người già, ông Tô Phúc Bình, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Vassar ở Hoa Kỳ cho biết, vì chính sách một con của Trung Quốc vì nỗ lực làm chậm sự gia tăng dân số của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các hình thức phạt tiền, cưỡng ép phá thai và triệt sản được sử dụng kéo dài hàng chục năm và mãi đến năm 2015 mới kết thúc. Vì vậy, nếu lần trước chính quyền Trung Quốc có thể hy sinh cơ thể và quyền sinh sản của phụ nữ vì chính sách một con, thì lần này Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có thể áp đặt ý muốn của mình lên phụ nữ một lần nữa. Tính đến cuối năm 2022, Số trẻ sơ sinh cả nước Trung Quốc là 1,4 triệu, giảm 850.000 người so với cuối năm 2021. Số trẻ sinh ra ở Trung Quốc, số trẻ sơ sinh năm 2020 là 10,03 triệu trẻ, giảm 15% so với 11,79 triệu trẻ năm 2019. Ông Kiều Kiệt, giám đốc trường Y Đại học Bắc Kinh, tại một diễn đàn vào tháng 8 năm nay cho biết, trong 5 năm qua Số trẻ sơ sinh ở Trung Quốc đã giảm khoảng 40%. Số ca sinh vào năm 2023 dự kiến khoảng 700.000 đến hơn 800.000. Reuters đưa tin, tiền đầy hiện nay là tỷ lệ sinh của Trung Quốc đang giảm và người dân nói chung đều lo lắng về những khó khăn khi sinh và nuôi con. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng thường đánh đồng sự phát triển dân số với sức mạnh quốc gia và sự trẻ hóa. Người ta nói rằng lợi tức dân số trong quá khứ của Trung Quốc đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước này. Tuy nhiên, nay đã không còn là ưu thế, đặc biệt là chi phí nuôi dạy con cái rất cao ở một số thành phố lớn và vừa, và khi phụ nữ mang thai sẽ phải gián đoạn sự nghiệp của mình. Vì vậy, rất nhiều phụ nữ Trung Quốc trong độ tuổi sinh đẻ hiện không muốn sinh con quá nhiều, thậm chí là không muốn có con. Theo một tổ chức tư vấn Trung Quốc báo cáo, dự báo dân số Trung Quốc năm 2023 cảnh báo các biện pháp khác nhau nhằm kích thích sinh sản không giúp ích nhiều cho Trung Quốc, một quốc gia đang có tỷ lệ sinh chậm. Theo dự báo tỷ lệ sinh thấp, dân số sinh của Trung Quốc sẽ là 607.000 người và năm 2050, dân số mới sinh của Trung Quốc sẽ là 493.000 người. Năm 2070, dân số mới sinh của Trung Quốc sẽ là 234.000 người. Năm 2100, dân số sinh ra của Trung Quốc là 95.000 người. Đến năm 2056, số ca sinh ở Trung Quốc sẽ thấp hơn số ca trẻ sơ sinh ở Mỹ. Theo tờ báo tin tức kinh doanh Trung Quốc, vào tháng 10 đưa tin, ông Liên Bình, chủ tịch diễn đàn các nhà kinh tế trưởng Trung Quốc, và ông La Hán Cật là nhà nghiên cứu vĩ mô cấp cao tại Viện Nghiên cứu Tư Trực Tín cho biết, dân số Trung Quốc đang tăng trưởng âm, lão hóa sẽ làm giảm nguồn cung lao động, làm giảm dần lợi tức nhân khẩu học, hạn chế việc mở rộng nhu cầu trong nước các loại áp lực tài chính gia tăng, tạo ra sự xung kích mạnh cho nền kinh tế Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc đã thay đổi chính sách một con thành ba con, nhưng tốc độ dân số vẫn cứ giảm không tăng. Sau khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu thực hiện chính sách một con vào cuối như năm 1970, điều này đã dẫn đến sự mất cân bằng nghiêm trọng về tỷ lệ giới tính giữa nam và nữ. Ngay cả lực lượng lao động cũng đang giảm dần qua từng năm. Theo số liệu điều tra dân số năm 2010, Số dân được sinh ra trong những năm 80 là 219 triệu người, những năm 90 là 188 triệu người và những năm sau 2000 là 147 triệu người. Cho thấy tỷ lệ sinh đang giảm rõ rệt. Đối mặt với vấn đề dân số lão hóa nghiêm trọng của Trung Quốc, Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 4 điều chỉnh để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm. Lần điều chỉnh thứ tư vào ngày 31 tháng 5 năm 2021. Nhưng theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc tuyên bố có dân số hơn 1,4 tỷ người, nhưng mức tăng trưởng dân số năm 2021 chỉ là 480.000 người. So với việc dân số tăng trưởng 8 triệu người cách đây 10 năm thì con số này chưa bằng một phần nhỏ. Ông Trần Quang Thành, một nhà hoạt động pháp lý mù ở Lâm Nghi, Sơn Đông cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường điều chỉnh chính sách của mình để đáp ứng nhu cầu của mình. Thực tế thì chỉ lệnh của nó thay đổi hàng ngày và chỉ giải quyết các triệu chứng chứ không xử lý nguyên nhân cốt lõi và không có sự cân nhắc mang tính chiến lược lâu dài. Ông Trần nói, đây thực chất là biểu hiện của việc chế độ độc tài tước đoạt các quyền cơ bản của công dân một cách tùy tiện. Dữ liệu sơ bộ do cục quản lý ngoại hối nhà nước Trung Quốc công bố vào ngày 3 tháng 11 cho thấy, lần đầu tiên kể từ năm 1998, Trung Quốc bị thâm hụt đầu tư nước ngoài theo quý. Quỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã giảm 11,8 tỷ đô la trong quý 3. Báo cáo cho thấy những ứng phó của các công ty nước ngoài trước những thách thức kinh tế và xu hướng rút khỏi Trung Quốc do căng thẳng chính trị. Ngoài ra Trung Quốc đang quay cuồng với cuộc khủng hoảng nhà ở và tỷ lệ thanh niên từ 16 cho đến 24 tuổi thất nghiệp cao kỷ lục. Các nhà phân tích tin rằng sự suy giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài có liên quan đến bất lợi về lãi suất của Trung Quốc. Goldman Sachs đã viết trong một báo cáo Dòng vốn FDI vào Trung Quốc yếu có thể là do các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận về nước và lãi suất ở Trung Quốc tiếp tục ở mức thấp, trong khi lãi suất bên ngoài Trung Quốc tiếp tục ở mức tương đối cao. Dòng vốn chảy ra ngoài có thể vẫn tiếp tục. Một số chuyên gia khác thì cho rằng sự sụt giảm đầu tư vào Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc với phương Tây. Một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, AmCham, cho thấy 60% số người được hỏi tin rằng căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ là thách thức lớn mà Trung Quốc phải đối mặt. Báo cáo thường niên của Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho biết, môi trường đầu tư của các công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Với tỷ lệ các công ty cho biết mức độ lạc quan hoặc hơi lạc quan của họ vẫn đạt mức thấp kỷ lục 52%, mức độ tin gậy kinh doanh thấp nhất từng được ghi nhận. Tháng trước một báo cáo từ Trung tâm Kinh tế Địa lý, Hội đồng Đại Tây Dương và tập đoàn Rodium, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, chỉ ra rằng, sự suy thoái kinh tế mà các nhà hoạch định chính sách Bắc Kinh hiện đang tập trung giải quyết không phải do các yếu tố mang tính chu kỳ như dịch Covid-19 gây ra. Nguyên nhân là do sự thất bại trong cải cách hệ thống kinh tế của Trung Quốc. Báo cáo nêu rõ, vấn đề cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc vẫn là chưa thực sự diễn ra việc cải cách cơ cấu kinh tế theo thị trường kinh tế tự do dẫn đến việc tụt hậu so với các nền kinh tế phát triển ở hầu hết các khía cạnh thị trường. Trong khi môi trường kinh doanh của Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu đi, một cuộc xung kích vào Foxconn và bắt giữ doanh nhân nước ngoài hồi đầu năm nay đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng. Dữ liệu từ Reuters Goldman Sachs cho thấy, dòng vốn ngoại hối chảy ra từ Trung Quốc đã tăng lên 75 tỷ đô la Mỹ trong tháng 9. Đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ năm 2016. Những thách thức mà các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc phải đối mặt là hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và trợ cấp của chính phủ khi họ đầu tư vào Trung Quốc không đủ hấp dẫn. Khi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, bà Gina Raimondo, nói chuyện với các quan chức kinh tế cấp cao của Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8, bà đề cập đến hàng loạt vấn đề bất cập, bao gồm những khoản tiền phạt khổng lồ mà không có bất kỳ lời giải thích nào cả và các cuộc điều tra chống lại các công ty Mỹ Điều khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn là chính quyền Trung Quốc ban hành đạo luật gián điệp được diễn đạt một cách mơ hồ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật mở rộng phạm vi hoạt động gián điệp bao gồm các tài liệu liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia, dữ liệu, vật liệu hoặc đồ vật, nhưng không rõ nội dung nào thuộc phạm vi an ninh quốc gia. Bà Raimondo nói, những sửa đổi trong đạo luật này không rõ ràng và đã gây ra làn sóng chấn động trong xã hội Mỹ. Vào tối ngày 29 tháng 8, bà Raimondo nói với các phóng viên trên chuyến tàu cao tốc đi Thượng Hải rằng: "Tôi ngày càng nghe nhiều từ cộng đồng doanh nghiệp Mỹ rằng Trung Quốc không phù hợp để đầu tư vì rủi ro là quá lớn." Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contacta.dkn.tv Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đồng hành cùng chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.